Xin chào các bạn. Hôm nay là có một câu chuyện rất là hay. Là con cá đuổi mua về đột nhiên đẻ con các bạn. Đây. Đẻ hai con. Siêu. Nếu để nó năm cái đuổi con ra được. Mô. Tại sao địch nó vẫn con mình cái đuối các bạn này. Đấy, các bạn thấy đuối không? Nó vẫn con đẻ nữa đấy.